đưa ta vào cõi mơ. Đất Linh Quỳnh nhai đó, chiều về lòng hồ lung linh, nước xanh dưới ánh nắng vàng, nơi đây đẹp như mơ, núi với sông cùng hoa gạo đỏ thắm. À, anh về nở trắng khắp núi rừng quê em đón mùa xuân sang. Anh thương em đưa em về bản, nghe tiếng tinh tàu vui cùng xe đêm nay, nghe nhịp đập con tim muốn đưa ta về. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ký ức về thời thơ ấu. Kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời của tôi là mỗi dịp về Quỳnh Nhai được gặp Uốn. Uốn là cô bạn thân duy nhất chịu chơi với tôi khi đó. Còn nhớ những buổi trưa hè chúng tôi cùng trốn nhà ra suối nô đùa. Quãng thời gian đó là những ký ức không thể phai mờ, quên lãng. Cháu vẫn chưa quên được cô bé đó à? Vâng ông ạ, cháu vẫn chưa quên được những ký ức tuổi thơ ngọt ngào vẽ muốn. Sao không nhân tiện chuyến công tác sắp tới về Sơn La, trở lại thăm Quỳnh Nhai, tìm gặp lại cô bé đó? Ồ, vậy mà cháu không nghĩ ra. Cảm ơn ông ạ. À, ông có món quà muốn gửi cho ông bạn già trong Quỳnh Nhai, cháu cầm hộ cho ông nhé. Vâng, cháu sẽ mang tận tay cho bạn ông ạ. Thôi, cháu làm việc đi, nhớ nghỉ sớm. Vâng, ông nghỉ ngơi đi ạ. Ông Lả ơi! Ông Lả! Ai đây? Cháu là cháu của ông Hoàng Dân ạ. Mời cháu vào. Dạ. Ông ạ. Ông nội cháu có chút quà biếu không? Ôi da, cái ông Dương này còn quà cáp gì nữa. Dạ. Thế ông cháu có khỏe không? Dạ khỏe ạ. Từ ngày ông cháu xuống Hà Nội ở với con là ông mất bạn uống rượu đấy. À, nghe bảo cháu lên đây công tác lâu ngày có phải không? Dạ. Thế thì ở nhà ông đi, nhà ông rộng rãi lắm. Dạ. Ông ơi, những cây đàn này là ông sản xuất ạ? Nói sản xuất cũng không sai, nhưng nói đúng hơn là ông chế tác. Ông ơi, ông chế tác những cây đàn này lâu chưa ạ? Cũng lâu rồi đấy, từ năm ông 15 tuổi. Từ năm 1973 đến nay đã làm ra được hơn 1.500 cây đàn rồi. Vậy chắc ông chơi đàn giỏi lắm phải không ạ? Cũng được đấy. Ông nội cháu cũng có một cây đàn tính tẩu. Lúc nào buồn nhớ quê thường hay chơi ông ạ. Ông cháu nói đây là nhạc cụ không thể thiếu của đồng bào Thái, phải không ông? Đúng rồi. Thôi, mời cháu lên nhà đi. Vâng ạ. Ông ơi, ông sống ở Quỳnh Nhai lâu như vậy, ông có biết nhiều về lịch sử của vùng này không? Quỳnh Nhai có lịch sử lâu lắm rồi. Trên địa bàn Quỳnh Nhai có người cư trú sớm. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi ấy, Trung ương Đảng thành lập khu tự trị Thái Mèo.
Sau một thời gian phát triển, đến năm 1962, khu tự trị Thái Mèo được đổi tên là khu tự trị Tây Bắc, lập lại ba tỉnh là tỉnh Sơn La, này, tỉnh Nghĩa Lộ và tỉnh Lai Châu. Châu Quỳnh Nhai thuộc tỉnh Sơn La. Năm 2006, có chủ trương xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La có công suất lớn nhất Đông Nam Á. Quê mình phải di chuyển dân khỏi vùng lòng hồ. Vậy ông có biết họ di chuyển đến chỗ nào không ạ? Khi làm thủy điện Sơn La ấy, huyện Quỳnh Nhai di chuyển đi 11 khu và 90 điểm tái định cư. Thế cháu muốn hỏi khu nào? Ông có biết cô bé ở trong hình này không ạ? Ảnh này chụp khi nào? Cô bé tên là gì? Dạ, ảnh chụp hồi 2003. Cô bé tên là Uốn ạ. Cháu có biết bố mẹ cô bé tên là gì? Ở bản nào không? Hồi đấy cháu còn nhỏ, cháu cũng không biết bố mẹ cô bé tên là gì. Nhưng cháu nhớ là cô bé sống ở gần nhà ông nội cháu. À, thế là ở Mường Chiên cũ rồi. Bây giờ lớn rồi, khó tìm đấy. Dạ. Thôi, bây giờ cháu đi nghỉ sớm đi. Vâng ạ, ông cũng nghỉ sớm ông nhé. Chào em. Chào anh ạ. Anh có thể làm phiền em một chút được không? Nhìn em mặc trang phục này, chắc em là người bản địa ở đây. Vâng, em là người ở đây ạ. Anh cần em giúp gì ạ? Anh muốn hỏi về ngôi đền này. Anh là người ở đâu lên? Anh là người Quỳnh Nhai. Sau đó anh đi du học ở Pháp mới về. Hồi nhỏ anh được mẹ anh cho về đây để đi lễ đền nàng Han. Vâng. Thờ một vị nữ tướng anh hùng. Nhưng anh nhớ vị trí của nó không phải như vậy. Anh nhớ đúng rồi. Chắc là trước đây mẹ anh đưa anh đi lễ ở địa điểm cũ, là ở Mường Chiên. Năm 2012, sau công cuộc di dân ra khỏi vùng ngập để xây dựng thủy điện Sơn La, huyện đã cho khôi phục lại đền Nàng Han và đền Linh Sơn Thủy Từ tại địa điểm mới. Nơi đây là khu du lịch văn hóa tâm linh của huyện, với kiến trúc truyền thống tựa sơn hướng thủy, tọa lạc trên đồi Pú Ngịu thuộc địa phận xã Mường Giàng anh ạ. Đền Linh Sơn Thủy Từ là nơi thờ các vị thần linh như thần sông, thần núi, tạo bản, tạo mường, có công khai phá vùng đất Quỳnh Nhai. Còn đền thờ Nàng Han, thờ vị nữ tướng anh hùng của dân tộc Thái. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng. Chiều 30 Tết hàng năm, mọi người đến đây để thắp hương này, xin nước giếng ở đền về, để mong muốn xua bỏ đi những điều xấu, những điều không may mắn trôi theo dòng nước, cũng là để cầu bình an và để tưởng nhớ công ơn của vị nữ tướng. Các thiếu nữ dùng bồ kết cùng các hương liệu khác để đun nước thơm gội đầu. Sau đó, họ mặc váy chùm dài từ ngực, xếp một hàng dài ven theo bờ bến sông. Mỗi người một chậu nước thơm đặt trước mặt, được pha cùng với nước giếng lấy từ đền Nàng Han. Với những giá trị tiêu biểu, nghi lễ gội đầu của người Thái trắng Quỳnh Nhai đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020 đấy anh ạ. Theo thông lệ, cứ đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch, dưới bến thuyền chân cầu Pá Uôn lại diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống, là một trong những hoạt động nổi bật của tuần văn hóa thể thao du lịch huyện, thu hút đông đảo người dân du khách đến với Quỳnh Nhai. Có phải là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam ở đằng kia không em? Đúng rồi anh, khi anh đứng trên cầu đó, nhìn ra bao quát cảnh sông Đà đẹp lắm anh ạ. À mà tên em là gì nhỉ? Em tên là Giang, Điêu Thị Giang. Anh chắc về quê thăm nội ạ? Anh đi công tác, về thăm quê và kết hợp tìm một người bạn thuở thơ ấu của anh. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ và tìm lại được người bạn thuở ấu thơ của mình. Rất vui được gặp anh. Cảm ơn em, anh cũng rất vui được gặp em. Dạ, chào anh. Thank you.
xuân đón hoa sắc đến với hành trình khám phá biển hồ sông Đà. Tôi là Giang, hướng dẫn viên sẽ đồng hành với các anh chị trong hành trình này. Ở đây cảnh rất đẹp, các anh chị có thể chụp ảnh. Đi, okay. Đi chụp ảnh đi. Ok. Chụp kia đẹp quá. Giang. Anh không nghĩ được gặp em ở đây. Em là hướng dẫn viên du lịch à? Vâng ạ. Anh đang đi đâu đấy? Anh đang tham quan cảnh đẹp nơi này. Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Trùng hợp quá, em cũng đang dẫn đoàn đi tham quan vùng lòng hồ ở đây. Xin mời anh tham gia cùng đoàn. Cảm ơn em. Lúc này, đoàn ta đang ở trên lòng hồ sông Đà với diện tích là 10.500 hecta thuộc huyện Quỳnh Nhai, nơi có vẻ đẹp được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Bắc. Để có được vẻ đẹp như bây giờ, cách đây hơn 10 năm, hàng nghìn hộ dân Quỳnh Nhai đã thực hiện một cuộc đại di dân chưa từng có. Cuộc đại di dân? Sau đó, huyện đã tập trung đầu tư phát triển chú trọng theo hướng du lịch với các vịnh đảo mà chúng ta đang thấy bây giờ. Trước mắt chúng ta là đảo Trái Tim, nằm cách cầu Báo Huân hơn 10 km về phía thượng nguồn, diện tích khoảng 1,3 hectare. Đảo nằm giữa hồ nước mênh mông, nhìn từ trên cao, hòn đảo có hình dáng như trái tim. Năm 2018, Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai đã cải tạo, đầu tư xây dựng nơi đây thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Chúng ta đang ở vịnh đẹp nổi tiếng trên hồ sông Đà huyện Quỳnh Nhai. Anh thấy nơi đây thế nào ạ? Một khu mà có cảnh quan như thế này, nếu như xây dựng phim trường, sẽ có sức lan tỏa rất lớn, thu hút nhiều khách du lịch em ạ. Đây là lồng nuôi cá trên sông, cá Quỳnh Nhai đặc biệt ngon, vì trước khi xuất bán, cá đã được cho tập thể dục. Ôi, cá cũng tập thể dục hả em? Tập thể dục tức là kéo cá dần cạn lên khỏi mặt nước để cho cá phải vận động, bơi lội nhiều hơn. Từ đó giảm mỡ này, săn chắc hơn. Ăn thịt cá vì thế nó rất chắc và ngon ạ. Chào mừng anh đến với ẩm thực của núi rừng Tây Bắc. Đến Quỳnh Nhai mà anh chưa thưởng thức các món này thì chưa phải là đến Tây Bắc đâu. Đặc biệt là món này. Món này là món cá pa pỉnh tộp. Anh đã nghe tên bao giờ chưa? Trước anh có được ăn rồi. Nó là cá chép nướng gập.
được chế biến từ các gia vị đặc trưng của vùng này như là mắc khén này, rau húng, sả và ớt. Đây là cá lăng nhưng mà là cá lăng của Quỳnh Nhai. Ăn cái vị của nó ngọt, thơm, dai. Nói chung là không bắt gặp ở đâu như nơi đây anh ạ. Quỳnh Nhai còn nổi tiếng với món rêu nướng. Mời anh ăn thử. Ăn rất ngon, có vị thơm, cay của mắc khén. Món này nấu canh cũng rất ngon. Ăn món này anh lại nhớ về cội nguồn, nhớ về tuổi ấu thơ. Hai bên bờ có bản làng của dân tộc nào sinh sống không em? Quỳnh Nhai có 7 dân tộc sinh sống anh ạ. Đó là Thái, Kinh, Mông, La Ha, Kháng, Mường, Giao. Họ đều có bản sắc riêng từ trang phục, tiếng nói, chữ viết và lễ hội ạ. Quỳnh Nhai đến bây giờ vẫn đang duy trì và bảo tồn được những lễ hội, những nét đẹp văn hóa gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Bên cạnh xoài Thái, Quỳnh Nhai còn có một số lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Họ còn có lễ Kim Pang Then, lễ cúng vía châu, sên bản, sên mường, lễ hội Pang Ảc của dân tộc La Hai, lễ cấp sắc của người Dao đỏ nữa anh ạ. Chúng ta đang ở cột mốc trung tâm, đánh dấu huyện Quỳnh Nhai cũ. Nơi đây được hình thành sau cuộc đại di dân tái định cư, phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Ở đây đang hình thành chuỗi du lịch văn hóa tâm linh với tượng A-di-đà, Phật tổ hiển linh phù muôn kiếp, chúng sinh an lạc hưởng muôn đời. Nghĩa là Phật luôn hiển hiện, phù trì đem bình an, hạnh phúc cho mọi người. Nơi nào có Phật, nơi đó bình yên, hạnh phúc anh ạ. Ở Quỳnh Nhai có một ngôi miếu rất thiêng, được gọi là Miếu Long Vương. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Miếu Long Vương lập nên thờ thần nước vùng lòng hồ sông Đà. Long Vương độ thủy đầy ấm áp, Sơn La điện sáng tỏa muôn nơi. Trong chuỗi du lịch tâm linh còn có gác chuông, cổng tam quan, cây đa bác ma. Còn kia, dọc theo Pá Ma Pha Khinh đến cột mốc huyện cũ, sẽ có một tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí mọc lên ở đây trong tương lai gần. Quần đảo nơi đây đẹp quá. Mời các anh chị tiếp tục tham quan. Lại có bức ảnh này. Đây là ảnh anh hồi nhỏ. Cô bé trong bức ảnh này là người mà anh cần tìm phải không? Em quen cô ấy phải không? Em quen. Rất quen là đáng khác. Anh Chiêm. Em uống. Em đây. Sau bao năm không gặp, em lớn, xinh hơn nhiều, duyên dáng nữa. Chắc có nhiều chàng trai theo đuổi phải không? Anh cũng thế, đẹp trai, phong độ hơn. À, em nhớ anh có nói với em anh là kiến trúc sư. Anh theo học kiến trúc sư bên Pháp. Vậy là anh thực hiện được ước mơ ngày nhỏ của mình rồi. Mới thực hiện được một nửa thôi em. À, bây giờ em mời anh về bản em chơi nhé. Đi, mình đi thôi.
đây là mò nước nóng Bản Bon anh ạ. Là một điểm du lịch rất hấp dẫn. Mọi người đến đây á thì có thể thoải mái vui chơi và nghỉ dưỡng, kết hợp với tắm khoáng nước nóng. Và đặc biệt, khoáng nóng ở đây có đầy đủ các khoáng chất tinh khiết nguyên sơ giúp chữa bệnh. Đặc biệt là bệnh dạ dày này, thấp khớp này và đường ruột này, mang lại cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Ở đây rất có tiềm năng làm du lịch cộng đồng em ạ. Đến nơi rồi, đây là bản em. Anh nghe thấy tiếng nhạc phải không em? À, đúng rồi, bản em năm nay được mùa. Chắc là mọi người đang tổ chức múa xòe để ăn mừng. Mình cùng tham gia nhé. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Đêm qua anh ngủ rất ngon. Thế nên là sáng nay mình sẽ đi chợ phiên Mường Rôn, Quỳnh Nhai. Anh thấy đấy, mọi người đến đây chủ yếu là để trao đổi, mua bán các vật phẩm. Phần lớn là các nông sản tự sản xuất tại địa phương của người dân Quỳnh Nhai. Chợ phiên được họp chủ yếu mấy tiếng đồng hồ vào sáng sớm, thứ bảy hàng tuần. Người ta vẫn nói, muốn tìm hiểu văn hóa ở đâu thì cứ ra chợ ở nơi đó. Anh nhìn kìa. Anh có nghe nói ở đây có ngọn núi có độ cao 1823 mét, đứng thứ hai sau đỉnh Phan Xipang. Ở đâu hả em? À, núi Khâu Pùm ở Chiềng Khay anh ạ. Lên đó được trải nghiệm cảm giác đứng thâu trọn biển trời, chiêm ngưỡng biển mây như một cõi thiên đường. Quỳnh Nhai không chỉ có mây đâu, mà còn có hệ thống hang động mới được khám phá, với vẻ đẹp mê hoặc còn nguyên nét hoang sơ kỳ vĩ như là hang Có Nọi, Hủy É, Nà Lóm, Thẳm Đán Mon. Khám phá các hang này, ta có cảm giác như lạc vào mê cung của vô vàn thạch nhũ huyền bí anh ạ. Các cô hát hay nhỉ. chào các bác ạ. Chào các bác ạ. Về bên anh thương em thì
trở lại Quỳnh Nhai sau nhiều năm. Anh thấy thế nào? Quỳnh Nhai thay đổi nhiều quá em ạ. Đẹp và bình yên. Cuộc sống của người dân cũng tốt hơn, nhưng vẫn giữ được những nét nguyên sơ của thiên nhiên, sự chân thành, cần mẫn, đáng mến của người dân. Môi trường sinh thái an toàn hơn em ạ. Quỳnh Nhai của mình bây giờ đang chú trọng đầu tư phát triển các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái lòng hồ, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Nhiều hoạt động lắm anh ạ. Giang này, anh muốn thiết kế một khu nghỉ dưỡng chất lượng cao với những khu biệt thự và du thuyền sang trọng, đẳng cấp 5 sao, giống những căn penthouse trôi phiêu lãng trên sông. Để du khách có thể thưởng thức ẩm thực dân tộc, ngắm cảnh lòng hồ sông Đà Quỳnh Nhai, nghe đàn tính tẩu, hát dân ca. Đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Quỳnh Nhai không chỉ trong nước mà còn ra cả thế giới nữa em ạ. Ôi, ý tưởng hay quá anh ạ. Em luôn muốn Quỳnh Nhai được nhiều người biết đến hơn, trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của Tây Bắc. Em giúp anh thực hiện ước mơ này nhé. Với những tiềm năng riêng sẵn có, tôi tin trong tương lai không xa, Quỳnh Nhai sẽ trở thành một trong những điểm phát triển du lịch và kinh tế trọng điểm của Sơn La. Quỳnh Nhai, nơi những ký ức tuổi thơ tôi, nơi tôi sẽ viết tiếp những mảng màu tươi đẹp cho cuộc sống của mình, nơi tôi đã gặp lại em. Quỳnh Nhai, nơi dòng sông